Câu chuyện gây xúc động của con trai nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đang gây chú ý mạng xã hội. Câu chuyện này đã được danh hài Thúy Nga chia sẻ và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Trên Facebook cá nhân, mới đây danh hài Thúy Nga đã dành một dòng chia sẻ dài để nói về Khôi Nguyên, hay còn gọi là Trê Phi, con trai của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Thúy Nga cho biết, sau một thời gian không gặp đến giờ, con trai nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân trong mắt cô đã là một chàng trai rất lãng tử, rất nghệ sĩ. Không chỉ sở hữu năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm, Khôi Nguyên Trê Phi còn lộ rõ khả năng hát, diễn hài chuyên nghiệp. Điều đó được minh chứng bằng những vở diễn hài rất ăn ý giữa Thúy Nga và Khôi Nguyên thời gian gần đây. Không chỉ đánh giá cao về năng khiếu nghệ thuật, Thúy Nga còn kể câu chuyện gây xúc động về cách đối xử của con trai nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân dành cho mẹ. Ông bà ta có câu, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Ngưỡng mộ cách giáo dục của con chị Hồng Vân, nuôi con đến trưởng thành, mà cái quan trọng trong giáo dục của gia đình là con cái rất ngoan, lễ phép, ý thức tự lập cao và tự kiếm tiền chứ không dựa dẫm vào bố mẹ. Tôi chứng kiến một lần đi ăn chung với chị Hồng Vân, thấy Trê Phi không order đồ ăn, tôi liền hỏi, sao con không ăn gì vậy? Nó liền nói, để mẹ order phần của mẹ thôi, con biết mẹ sẽ ăn không hết, khi đó con sẽ ăn đồ ăn còn dư của mẹ cho đỡ tốn tiền ạ. Khi tôi nghe đến câu nói đó, trái tim tôi như nghẹn lại vì xúc động. Hạnh phúc nào bằng khi các bà mẹ có những đứa con luôn có hiếu và luôn nghĩ cho mẹ. Chúc mừng chị Hồng Vân, Trê Phi trong mắt em giờ đã quá trưởng thành, Thúy Nga viết. Chia sẻ này của Thúy Nga ngay sau đó đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ khán giả. Rất nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ tới Hồng Vân, cho rằng nữ nghệ sĩ đã có một quý tử hiếu thảo và tài năng. Khôi Nguyên là con trai riêng của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân với người chồng đầu. Từ nhỏ, cậu bé đã sang Mỹ du học với chị gái. Sinh năm 1997, năm nay anh chàng tròn 21 tuổi, cao tới 1m80. Khi còn nhỏ, cậu và các bạn đã thành lập nhóm nhạc để biểu diễn trong những sự kiện của trường. Lớn hơn một chút, Khôi Nguyên thực hiện các clip cover và tạo được sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Khi có thời gian rảnh, Khôi Nguyên dành thời gian để về thăm gia đình tại Việt Nam. Dù không chung dòng máu, nhưng Khôi Nguyên và chị gái đầu đều xem nghệ sĩ Lê Tuấn Anh là thần tượng. Cả hai rất nghe lời và yêu thương bố mẹ. Khôi Nguyên hiện đang học tại Mỹ nên ít khi trở về Việt Nam, do đó khoảng thời gian ở cùng mẹ và gia đình rất hiếm hoi. Mới 21 tuổi nhưng con trai nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã cao 1m80, sở hữu ngoại hình điển trai và có niềm đam mê lớn với nghệ thuật.